Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. Chương 9, phát ra tiếng thét ca muối. Mãng xà đen thắc mắc trong đầu, khi dẫn Liêu Đình Nhạn đến phòng xếp, vô tình thấy xếp tắm, suýt nữa lật xe, khiến Liêu Đình Nhạn nghi ngờ liệu đồng nghiệp rắn đen này có đang mượn đau giết người, nhằm giải quyết cô không. Tuy nhiên, sau vài ngày quan sát, cô nhận ra rằng IQ của con quỷ này chẳng hơn gì con bé yêu to bự bạn cùng phòng nuôi trước đây. Nó hoàn toàn không thể thực hiện được những kế hoạch phức tạp như cấu xé đồng nghiệp trong công ty. Vì vậy, cô vẫn cho nó ít nước chúc mỗi khi nó tới xin như cũ. Ai cũng hiểu rằng, ăn vặt trong giờ làm thì phải chia với đồng nghiệp. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Liêu Đình Nhạn đã quen với công việc mới này. Đồng nghiệp dễ gần, xếp thường không xuất hiện, đối tượng công việc tuy thích chửi thề và phun lửa nhưng cũng dễ giải quyết. Tóm lại, cô không có gì không hài lòng, ngoại trừ việc đường đi làm quá gian nan. Leo xong hai mươi mấy tầng lầu khiến cô muốn chết lên chết xuống. Chỉ ba ngày, Lưu Đình Nhạn đã chịu không nổi cái cầu thang này nữa, nên cô nghĩ ra một biện pháp, mang chăn nệm chuyển đến tầng 22, ở hẳn trong tháp trung tâm, thế là mỗi ngày không cần quản quại lên lầu xuống lầu nữa. Tuy có hơi sợ tên tổ tông kia, nhưng sợ hãi có thể khắc phục và làm quen, còn lao lực chết thì không khắc phục nổi. Ngày đầu tiên vào ở tầng 22, cô lo sư tổ nổi quạo, dán cô lên tường làm tranh trang trí, nhưng kết quả là hắn hoàn toàn chẳng quan tâm đến cô. Đêm nay là trăng non, Lưu Đình Nhạn nằm trên đệm nhìn trăng mỏng mảnh ngoài cửa sổ, mặt trăng gần như bị che khuất, mông lung sau áng mây cô dọn cho mình một chỗ ở góc tầng đón sáng thông gió tuyệt vời phong cảnh cũng đẹp hiện tại cô có thể thoải mái nằm nghỉ không còn lo lắng căng thẳng như lúc đầu cô thở ơ với mớ dây xích sắt khổng lồ bên ngoài thậm chí còn ngắm trăng trước khi ngủ tiềm lực của con người quả là vô hạn khả năng thích nghi cũng vậy đêm nay không có gió dù mở cửa sổ vẫn cảm nhận được hơi nóng bên ngoài lùa vào liêu đình nhạn bỗng có chút bất an đến khi quá giờ ngủ thường ngày, cô vẫn đờ đẫn nằm đó. Hôm nay là trăng non. Ngọn lửa ở cách đó không xa đột nhiên mở miệng nói, giọng trẻ con phấn khởi, trăng non đầu tiên ở Tam Thánh Sơn trong 500 năm nay. Từ sáng nay, ngọn lửa không đe dọa mắng chửi như thường ngày, nó trở nên im lặng. Khi Liêu Đình nhạn tưới nước cho nó, cô nhận ra ngọn lửa nhỏ hơn hẳn thường ngày. Hiện giờ cô lại thấy nó còn nhỏ hơn, nếu dùng kích cỡ ngọn lửa để đoán tình trạng của nó thì chắc chắn tình trạng hiện tại rất tệ nhưng giọng nói của nó lại đầy mong đợi không hề sợ hãi nó đang mong đợi điều gì liêu đình nhạn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh từ ngoài cửa vào tiếp đó là một bóng dáng đen huyền xuất hiện ở cửa theo bước đi của hắn bầu không khí ban nãy liêu đình nhạn còn thấy khô nóng lập tức dịu hẳn xuống sao sư tổ lại đến đây lúc này Liêu Đình Nhạn đang nằm thoải mái trở thành nằm căng thẳng, thậm chí còn bất giác hít thở sâu. Tư Mã Tiêu bước vào, mặt mũi âm u đáng sợ, khóe môi đỏ lại nhếch lên. Liêu Đình Nhạn trước đó thật ra có thấy tên tổ tông này xuất hiện vào lúc nửa đêm, chính là lúc mãng xà đen uống nước trúc đánh thức cô, cô vô tình nhìn ra cửa, có nhìn thấy Tư Mã Tiêu mấy lần. Lúc đó hắn cũng mặc nguyên người màu đen thế này một mình đi lại như hồn ma trên nền đất bằng ngọc thạch trắng tinh kia hắn đi xuống tam thánh sơn đến khoảng cách nhất định sẽ ngừng bước trông ra xa xăm lúc hắn đi xuống núi các xiềng xích giam cầm tháp trung tâm sẽ vang lên rào rào. sau đó giây lát hắn sẽ xoay người quay về tả áo cuộn theo bước đi trông như một áng mây đen từ mã tiêu lúc này cũng có cảm giác kìm nén như vậy hắn đi thắng đến trước ngọn lửa đưa tay ngắt ngọn lửa xuống ngọn lửa đỏ thẫm không một tiếng động lan ra khắp người hắn, tiếp đó lập tức hòa hợp vào trong thân thể hắn. Liêu đình nhạn nhìn cảnh tượng không giống ngày thường, chậm chậm kéo tấm thảm trước đó đã đạp sang một bên lại đắp lên người. Hiện giờ không khí cực kỳ lạnh lẽo. Không biết có phải vì hành động của cô không, tư mã tiêu đột ngột nhìn về phía cô. Liêu đình nhạn, sao giả chết đây sao? trên trán tư mã tiêu xuất hiện một dấu ấn ngọn lửa màu đỏ, đã hòa hợp với ngọn lửa trông vẫn âm u như vậy, dáng vẻ yêu ma cứ như hễ nhấc tay sẽ giết người. Liêu đình nhạn đưa mắt nhìn hắn, không dám nhúc nhích. Tư mã tiêu nhấc tay. Hái đi đóa hoa vẫn còn trơ trọi giữa đầm nước. Liêu đình nhạn, con hoa lửa quạo quạo kia chắc chắn sẽ khóc, đợi đã, vậy cái đầm nước này không phải là nước mắt anh hai hoa lửa khóc ra đó chứ. Từ mã tiêu cầm bông hoa sen đỏ kia đi đến chỗ Liêu Đình Nhạn, ngồi xuống giường của cô. Liêu Đình Nhạn chỉ cảm thấy bông hoa đỏ kia phất lên trước mặt cô, hương thơm thanh khiết thoang thoảng bám trên đầu mũi, khiến tinh thần cô đột nhiên sảng khoái gấp trăm lần, cứ như mới uống ba lốc Red Bull. Biết đây là gì không? Từ mã tiêu ngồi trên giường đung đưa đóa sen đỏ đẹp đẽ. Liêu Đình Nhạn phát hiện mình lại trúng bắp nói thật của thằng này không tự chủ được thành thật trả lời, hoa sen đỏ. Từ Mã Tiêu, không đúng, đây là hoa phụng sơn huyết ngưng. Hắn lại hỏi, ngươi biết thứ này dùng thế nào không? Liêu Đình Nhạn tiếp tục trả lời, biết, một cánh hoa ngàn năm tu vi. Từ Mã Tiêu tùy ý nghịch đóa hoa trên tay, đúng vậy, một cánh hoa ngàn năm tu vi. Chỉ là nếu không dùng chung với máu của ta, cho dù chỉ ăn một ít cũng sẽ nổ tan xác. Liêu đình nhạn chảy mồ hôi lạnh, cảm ơn bản chất cá muối. Cô để cái thứ này ở đó vẫn chưa dùng, nếu mà dùng đã sắc nổ bay đầy trời từ lâu rồi. Tư mã tiêu nhìn cô, ánh mắt mê hoặc lạ thường, lại hỏi tiếp, người muốn giết ta không? Chuyện này trước đây ông hỏi rồi mà. Nhìn tôi giống đam mê giết người lắm hả? Liêu đình nhạn đơ tại chỗ phát ra âm thanh cá muối, không muốn. Tư mã tiêu đột nhiên bật cười, đưa đóa sen đỏ trong tay cho cô, cho người đấy. Tuy là bảo bối nhưng con mẹ nó lại không dùng được. Liêu đình nhạn bắt lấy đóa hoa, thầm bóp cổ tay. Cái thằng xếp đần độn này, cho cô cái dương mà không cho chìa khóa, dỡn mặt cô hay gì. Từ mã tiêu một tay kéo cằm, đột nhiên hỏi cô, có phải ngoi đang thầm mắng ta không? Liêu đình nhạn, đúng rồi. À à à bắp nói thật giết mình mất. Từ mã tiêu không có đưa tay cho cô một trường, không biết bị đứt sợi gân nào rồi, ngồi cạnh cô bật cười ha ha. Tối nay xếp dễ chịu hơi lố, liêu đình nhạn sợ sệt, cuộn người trên thảm âm thầm quan sát, dùng mình hỏi, ngài. Làm sao vậy? Từ mã tiêu, có phải thấy hôm nay ta dễ chịu lắm không? Người đoán xem sao ta lại dễ chịu vậy? Liêu đình nhạn phát hiện hết bắp nói thật rồi, cô thận trọng suy nghĩ giây lát, dò hỏi, vì tôi sắp chết rồi sao? Trừ cái này ra cô không nghĩ được gì khác. Tư mã tiêu cười quỷ dị, ngươi đoán đúng rồi, thông minh thật đấy. Liêu đình nhạn, u hu. Tư mã tiêu đột nhiên nhấc một tay, phất vào không trung. Trong tiếng gió thổi, có một người hừ lạnh trọng hư không, không chỉ một người, nghe tiếng hình như có tận mấy người. Liêu đình nhạn nhìn thấy mấy bóng dáng thướt tha xuất hiện trên không, đáp xuống một góc khác trong điện. Liêu Đình Nhạn đều có chút ấn tượng với mặt mũi của họ, hình như là người trong girl group 100. Mấy chị gái này vạm vỡ vậy, lúc cô vẫn đang run rẩy dưới dư chấn của tổ tông, họ đã trỗi dậy rồi. Tuy là phát hiện hình như đã bị chơi, Tư Mã Tiêu vẫn ngồi trên cái giường đã lót đệm của Liêu Đình Nhạn không mảy may, chỉ phất phất tay, mấy người kia đã nhếch nhác lùi về sau, sắc mặt thoáng vẻ sợ hãi kinh ngạc sao có thể không phải đã nói lúc này hắn yếu nhất sao một cô gái trẻ tuổi không nhịn được lên tiếng đừng lùi lại xông lên chị gái cầm đầu mang tinh thần coi thường cái chết xông lên nàng nhìn ba người ở sau ánh mắt cũng kiên định tốt linh kiếm ra đối với liêu đình nhạn cảnh tượng này chẳng đáng sợ vì vị tổ tông ngồi cạnh hiện tại thậm chí còn có chút lơ đễnh nhàm chán miết tấm thảm của cô Liêu Đình Nhạn chỉ chớp mắt, mấy chị gái hừng hực kia đã ngã bật ra trên cái cột cứng chắc ở góc, nôn tận mấy bãi máu. Liêu Đình Nhạn âm thầm cầm bông sen đỏ trên tay che mắt lại. Cô nghe từ Mã Tiêu nói, ta bị nhốt ở đây 500 năm, tu sáu bị áp chế, ngày ngày bị đài đọa đêm trăng non đầu tiên hôm nay chính là lúc ta suy yếu nhất, còn không ra tay, qua đêm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Lần đầu tiên thấy có người tự phô ra điểm yếu gọi người tới giết mình, Liêu Đình Nhạn cảm thấy đầu óc bị tổ tông này thật sự có vấn đề hoặc là thật sự phách lối khiến chết. Trong lúc cô thầm nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt bước đến từ trên không, khiến người ta thở không ra hơi. "Sư thúc, xin đắc tội." Một nữ tử áo trắng xuất hiện từ hư không, nàng tôn kính hành lễ với Tư Mã Tiêu. Liêu Đình Nhạn từng nhìn thấy người này hình như cũng là một người trong girl group 100. Cô nhớ là chị gái này cũng không mất nổi bật, lúc mới vào bối phận không cao. Nhưng giờ cô lại nghe người ta gọi sư tổ là sư thúc mới hiểu vai vế của chị gái áo trắng này thật sự rất lớn, không ngờ là ngang hàng với trưởng môn. Nhân vật ngang hàng với trưởng môn, tu sáu có thế nào cũng phải cỡ bậc hợp thể trở lên, siêu nhân như vậy lại có thể ẩn giấu thân phận cải trang thành một đệ tử nhỏ bé hình như vẫn là để giết sư tổ tư mã tiêu, tình hình tập đoàn này phức tạp quá. Tuy sư thúc là mệnh mạch của canh thần tiên phủ nhưng sư thúc giết sư phụ ta, thù này ta không thể không báo, đợi giết chết sư thúc, ta sẽ về tỉnh tội với trưởng môn. Chị gái vừa nói vừa xuất chiêu. Tường nói là ở đây hiện tại không dùng được linh lực mà, vậy mà mấy người vẫn đánh ghê vậy. Liêu đình nhạn vì ngồi quá gần tư mã tiêu mà bị ép phải chịu đựng áp lực, bất hạnh bị cuốn vào chiến trường, trong lòng hết sức phập phồng. Từ mã tiêu phất tay áo, gió cuồn cuộn nổi lên, cuốn bay tất cả, phá nát ngàn vạn mũi kiếm, lại bắn những mảnh kiếm vỡ ra bốn phương tám hướng. Chị gái kia không hề trúng chiêu, ánh mắt ngược lại còn phát sáng, vui mừng nói, quả nhiên tu sáu của người đã giảm nhiều. Nàng xuất chiêu càng mạnh tay hơn, từ mã tiêu chỉ ngồi đó đỡ từng chiêu của nàng, nét mặt vẫn nửa cười nửa không, lại có chút u ám chán ghét. Liêu đình nhạn vẫn im thiên thít từ đầu tới cuối, đến cảm thán còn không dám kêu lên. Phù! Nữ tử áo trắng bay ngược xuống, chắc là đã trọng thương, không vực dậy được nữa. Với tu sáu của các nàng đã có thể kêu mây gọi gió, rời non lấp biến, nhưng ở đây, ở cái nơi đặc biệt này, nàng phải chịu khá nhiều áp chế. So với nàng, từ mã tiêu chỉ có chịu nhiều hơn chứ không ít, vậy mà nàng vẫn thậm chí không thể tới gần. Nữ tử áo trắng ngả ra một bên phun ra máu tươi, vẻ mặt đau thương uất hận không cam lòng. Ngươi, thật ra hoàn toàn không tổn thương nguyên khí, cũng không bị trăng non ảnh hưởng, ngươi cố ý, cố ý như bọn ta ra tay. Nữ tử áo trắng khàn giọng nói, ta còn nghĩ rằng ngươi phát hiện ra chúng ta, hiện giờ xem ra ngươi đã sớm biết, ngươi cố ý làm vậy ta thật đáng thương, làm tốt thí cho người khác. Người sai rồi, ta đích thực là tổn thương nguyên khí, hôm nay là ngày ta suy yếu nhất, muốn giết ta, đây đích thực là cơ hội ngàn năm có một, chỉ là. Từ mã tiêu cười, cho dù ta đã yếu tới vậy, các người vẫn quá yếu so với ta. Liêu đình nhạn, tổ tông, xếp, lúc nói ra cái lời thoại ngầu lòi này khóe miệng ngài đang dớm máu đó. Chương 10, Đờ Mờ Liêu đình nhạn khó tin nhìn khóe miệng tổ tông đang chảy máu, hắn bị thương rồi sao? Tư mã tiêu nhắc tay, lấy ngón cái lau vết máu trên miệng, nở nụ cười chẳng thấm vào đâu nhìn nữ tử áo trắng đứng bên kia. Năm đó ta gần như giết sạch trưởng lão với cung chủ của canh thần tiên phủ. Hiện giờ một mình ngươi muốn giết ta, đúng là không biết tự lượng sức. Câu nói của hắn hoàn toàn không tính mấy chị gái ban nãy không chịu nổi một nhát nào xem ra đây là hai nhóm chị em không cùng xuất thân nữ tử áo trắng miễn cưỡng ngồi dậy nàng lấy từ tay áo ra một cái bình ngọc đổ ra mấy viên đan nút xuống cả người khôi phục như cũ thậm chí trông còn nguy hiểm hơn ban nãy còn rút ra một thanh trường kiếm trắng sáng đây là kiếm của sư phụ nguyệt hoa truyền đời của nguyệt chi cung chúng ta hôm nay ta với ngươi phải có người chết nữ tử áo trắng nhà ra từng chữ thù hận và nghị lực trong mắt khiến người khác cảm động. Trông như nữ chính quật cường phản công đánh boss, nàng nặng nề nói, tộc Phụng Sơn mục nát của tư mã ra sớm nên chấm dứt rồi. Liêu Đình Nhạn nghe thấy tiếng rào rạo của xiềng xích khổng lồ bên ngoài, các tấm ngọc bội phong ấn cũng phát ra tiếng ong ong, cả tòa tháp trung tâm bỗng chấn động nhẹ. Nữ tử tấn công mạnh hơn ban nãy mấy lần, toàn là chiêu chí mạng phong thái điên cuồng kia chỉ khiến người ta nghĩ tới bốn chữ đồng quy vu tận. Từ mã tiêu cuối cùng có vẻ cũng không đỡ nổi nữa, phun một ngụm máu dưới đợt tấn công mới, hắn thậm chí đứng lên, vẻ mặt cuối cùng cũng cứng lại. Cả tòa tháp trung tâm tràn ngập linh lực bạo phát của họ, cái tu sáu này của Liêu Đình Nhạn chỉ cần động đậy chỉ có chết, may là ở sau tư mã tiêu khá an toàn, cô chỉ có thể đứng trong khu vực an toàn chờ phong ba bão táp kết thúc. Bọn họ đánh không lâu, rất nhanh sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, nữ tử áo trắng toàn thân nhuốm máu, ngã ra đằng xa, chỉ còn thoi thóp. Mà Tư Mã Tiêu cũng chẳng khá hơn là bao, hắn lùi về sau mấy bước, ngã xuống ngay giường của Liêu Đình Nhạn, khẽ khép mi mắt, dáng vẻ cũng không còn hơi sức, máu bên khóe miệng càng chảy nhiều hơn. Liêu Đình Nhạn nắm một lọn tóc, phát hiện trên chiến trường hình như có mình mình còn động đậy được cô đứng dậy từ một bên khe giường hỏi dò xếp sư tổ ngài vẫn ổn chứ liêu đình nhạn người gọi cô không phải là sư tổ là nữ tử áo trắng đang thoi thóp ở kia nàng nói ta biết ngươi là đệ tử thanh cốc thiên sư phụ của ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc tổ liêu đình nhạn cái gì chị gái vai chị lớn vậy người tu tiên sống lâu không biết là bao nhiêu đại đồng đường vai vế thật khó phân biệt ánh mắt sáng quắc của nữ tử có sự điên dại của bước đường cùng tư mã tiêu đã không còn phản kháng được nữa người mau giết chết hắn liêu đình nhạn hà chỉ cần ngươi giết hắn sau này nguyệt chi cung chúng ta sẽ là chỗ dựa của ngươi dù là lợi ích hay địa vị gì ngươi cũng có thể dễ dàng có được nữ tử vùng vẫy nói ngươi không cần sợ bây giờ ngươi dùng hoa phụng sơn huyết ngưng dưới lên y phục thấm máu của tư mã tiêu Lập tức sẽ có được tu sáu thâm hậu, sau đó lấy Nguyệt Hoa kiếm của ta là có thể rạch được lồng ngực hắn, lấy tim ra bỏ vào đầm nước đằng kia, hắn sẽ hoàn toàn chết đi. Nàng giải thích tỉ mỉ từng bước, cứ như thao tác dễ dàng lắm vậy. Nhưng hễ là người có dã tâm, e là đều không nhịn được mà làm theo lời nàng. Liêu Đình nhạn liếc nhìn Tư Mã Tiêu đang không hề có phản ứng. Thật ra nói ra thì hổ thẹn, ban nãy thấy hắn chảy máu. Trong khoảnh khắc, cô có nghĩ đến việc thử thấm máu vào cánh sen đỏ, xem xem có tăng kinh nghiệm không. Từ Mã Tiêu mở mắt, mỉm cười nhìn cô, nói ra mấy chữ không thành tiếng tới đây giết ta đi. Liêu Đình Nhạn, tên tổ tông này nói gì vậy? Khó chịu hả? Nằm đó chắc eo bị cấn rồi, trông có vẻ khó chịu thật. Cô ngập ngừng đưa tay về phía hắn, ra sức ôm hắn dậy, đặt gọn lên giường, tiện thể đắp cả thảm lên. Liêu đình nhạn, như vậy hả? Tư mã tiêu. Nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng ho đến sắp chết tới nơi, khàn giọng hét, ngươi làm gì vậy, mau. Mau giết chết hắn đi. Hắn là một tên ác quỷ, hôm nay không chết sẽ có một ngày còn giết nhiều người hơn. Liêu đình nhạn đeo bịt tai. Cô sẽ không làm như chị gái kia bảo, vì cô chỉ là người bàng quan đứng nhìn, không muốn nhúng tay vào tranh đấu của thế giới này hơn nữa trong hai mươi mấy năm cuộc đời của cô đừng nói tới giết người tới con gà còn chưa từng giết mới nói mấy câu đã muốn cô giết người là không thể nào công tình làm công dân tuân thủ pháp luật bao đó năm dù đã đeo bịt tai cô vẫn có thể nghe nữ tử áo trắng bên đó hét lên trước lúc chết còn ả nối giáo cho giặc sớm một ngươi sẽ hối hận ngày trước liêu đình nhạn không nghĩ vậy thế giới này chẳng liên quan tới cô những người này không liên quan tới cô Chị gái bên đó chẳng phải thân thích gì của cô, cô sẽ không nghe lời nàng, từ Mã Tiêu và cô không thù không oán, cô sẽ không giết hắn, đơn giản vậy thôi. Chị gái có vẻ đứt bóng rồi, cả tầng lầu đều yên lặng hẳn. Liêu Đình Nhạn ngồi bên giường, líp nhìn ông chủ được mình đặt gọn trên giường. Hắn lại nhìn cô với vẻ mặt kỳ dị, nửa cười nửa không. Liêu Đình Nhạn, ngài không sao chứ? Nếu xếp có sao? cô còn phải tính tiếp đường tương lai. Từ mã tiêu phun một ngụm máu cho cô xem, giọng nói yếu ớt, ngươi thấy sao? Vậy là có vẻ thật sự không ổn, hắn có vẻ còn không nhúc nhích nổi, chỉ có thể nằm đó không động đậy, nói chuyện còn không nổi. Tôi thấy mấy lúc như vậy đáng lẽ phải có thánh dược trị thương các loại gì đó. Liêu Đình Nhạn nói. Ngay vào khoảnh khắc đó, cô thấy mắt tư mã tiêu bỗng có chút sáng ngời, ngay tức khắc cô cảm thấy mình bị một bàn tay kéo lấy, cả người ngã vào lòng tư mã tiêu. Tiếp sau đó mắt lại hoa đi, vừa mở ra đã bị tư mã tiêu ôm lấy, lơ lửng ngoài cửa sổ, mà nơi họ vừa ở ban nãy toàn bộ nổ tan tác thành từng mảnh cả tường lẫn giường. Liêu đình nhạn, má. Tư mã tiêu khi nãy thoi thóp trông như sắp chết đến nơi giờ lại hừng hực, vững vàng lơ lửng bên ngoài tháp trung tâm, với cái lực cánh tay đang ôm lấy mình cái tướng yếu đuối ban nãy chắc chắn là giả vờ. Liêu đình nhạn cứng đờ cả mặt ôm lấy eo tư mã tiêu, chỉ mong đừng ngã xuống, chân cô hiện giờ đang ở trên không đấy. Trong tay tư mã tiêu xuất hiện một đốm lửa, ngọn lửa đó bỗng dưng biến thành một biển lửa, nháy mắt nhấn chìm cả tòa tháp trung tâm và bầu trời chăm thức xung quanh. Liêu đình nhạn thấy trong không trung xuất hiện mấy chục bóng người, nam nữ già trẻ đủ cả, đều trông rất nguy hiểm vây lấy tư mã tiêu. Tuy bọn họ quân số áp đảo, Tư Mã Tiêu chỉ có một mình, nhưng Liêu Đình Nhạn phát hiện sắc mặt của họ đều hết sức nặng nề khó coi. So với đám người đông như kiến kia, Tư Mã Tiêu một thân một mình lại ung dung ngạo mạn hơn hẳn. Liêu Đình Nhạn tự giác coi mình như đồ trang sức, yên lặng treo ở đó, cái hoàn cảnh thế này, cô có thiểu năng thì cũng phải biết, đêm nay nơi này là chiến trường nguy hiểm, nếu vừa nãy vị tổ tông này không bảo vệ cô, hiện giờ cô đã chết toi rồi mấy chục người ở đây đều mặt mũi khó coi, trong lòng cũng yếu thế. Nói thật, bọn họ cũng không phải cùng đồng lòng mà ai nấy đều có tính toán riêng, canh thần tiên phủ đã trường tồn gần ấy năm, thế lực lại lớn như thế, dù là một nhánh nhỏ nhoi cũng có tiếng nói riêng, huống hồ gì là cả canh thần tiên phủ. Họ có nhiều suy nghĩ khác nhau đối với tư mã tiêu. Có người vì thù hận 500 năm trước, muốn giết tư mã tiêu, có người thèm dò dãi máu thịt của tộc Phụng Sơn, muốn cùng hưởng lợi, còn có người muốn canh thần tiên phủ tiếp tục duy trì như trước đây, lại sợ sệt tu sáu của tư mã tiêu nên mong khống chế được hắn. Hôm nay trăng non, những người biết được bí mật của tư mã tiêu âm thầm lẻn vào đây, đã quan sát rất lâu. Nữ tử áo trắng ban đích thực chỉ là con tốt thí mà thôi. Mãi đến khi nãy vẫn có rất nhiều người do dự không quyết, nhưng trong số họ có một người có thủ sát thân với Tư Mã Tiêu nên nôn nóng ra tay. Ai ngờ được rằng dáng vẻ yếu ớt của Tư Mã Tiêu là ngụy trang mà ra, họ lại bị hắn phản công ngược lại, hiện giờ đang trong biển lửa. Những người khác đều không khỏi ngầm mắng nhiếc ông lão không kiềm được mà ra tay kia. Ngọn lửa này không giống với những ngọn lửa khác, dù là người có tu sáu cao nhất cũng không dám tùy tiện cử động. Bởi vậy hiện giờ trông có vẻ như họ đang vây lấy Tư Mã Tiêu, kỳ thật họ đang bị tư mã tiêu ngăn lại bởi ngọn lửa. Từ tạng đạo quân, đây chắc là hiểu lầm thôi, chúng tôi không hề có ác ý. Một nam tử cao cao gầy lên tiếng đầu tiên, ít nhất thì thiên tri cung chúng tôi không hề có ý bất kính với ngài. Tư mã quang nhìn sang một ông lão trông rất hung ác, Người là giác của cung nào, bị các ngươi giam 500 năm, ta chả nhớ nữa. Liêu đình nhạn, lúc này rồi còn đi gây thù chuốc oán thêm, đúng không hổ là sư tổ, nể ghê. Ông lão tức xì khói, cái chiêu vừa nãy hẳn là do ông ta ra tay, hiện giờ vẫn đang căm phẫn chừng tư mã tiêu nhưng không hề có ý định nói gì với hắn mà lại quay sang những người khác xúi dục. Các người đừng có để bị hắn lừa, hắn rõ đã xa cơ lỡ vận rồi, đêm nay chúng ta liên thủ nhất định có thể giải quyết được hắn. Nếu như đêm nay không giết hắn, sau này chúng ta ai mà thoát được? Có người bị lung lay, Mắt sáng quắc lên, có người lùi về sau cúi đầu, tỏ vẻ không muốn tham gia. Cuối cùng có một nửa rút lui, họ đều từng thấy qua dáng vẻ điên cuồng của Tư Mã Tiêu 500 năm trước, lòng vẫn còn khiếp sợ, không dám manh động, phần còn lại vì lợi ích và thù hận hoặc chỉ đơn giản là lập trường trái ngược, cuối cùng vẫn chọn ra tay với Tư Mã Tiêu. Liêu Đình Nhạn không nhịn được càng ôm lấy Tư Mã Tiêu chặt hơn, tự nhiên lại lọt vào giữa tâm bão, cô thật sự hoang mang đoạn này hình như đâu có phải cảnh của cô, tổ tông cứ phải ngoắc cô vào, áp lực chết mất. Sợ cái gì? Liêu đình nhạn vô thức ngẩng đầu, nhận ra câu này là sư tổ nói với mình. Người này cúi đầu liếc nhìn cô, ta không muốn cho ngươi chết thì ngươi không chết được. Ta đã nói rồi mà, dù ta có yếu đến mức này, bọn chúng vẫn quá yếu so với ta. Đờ mờ cảnh tường kế tiếp khiến Liêu Đình Nhạn hiểu rõ thế nào là đờ mờ thật sự. Từ mã tiêu một thân một mình giết chết bảy xếp lớn của canh thần tiên phủ. Điều này làm Liêu Đình Nhạn nhận ra được hắn có thể đã diễn kịch với nữ tử áo trắng khi nãy trong tháp. Đúng là diễn xuất tuyệt vời, rảnh quá hay gì. Còn ói máu nữa, làm như thiệt á, nếu như lúc đó cô thật sự nghe lời chị gái kia, giờ này chắc thành cho rồi. Lúc bảy người kia bị thiêu thành xác khô, bảy người đứng nhìn còn lại đều không kiềm được nhìn tư mã tiêu với ánh mắt sợ sệt. Họ vốn nghĩ rằng ngần ấy năm bị trấn áp ở đây, tư mã tiêu sẽ chỉ yếu đi, không ngờ hắn lại còn có thể đáng sợ thế này. Không lẽ tộc Phụng Sơn thật sự lại lớn mạnh tới vậy, không ngờ đến trận pháp dày đặc với tầng tầng lớp lớp cấm chú vẫn không làm gì được hắn. Tự tạng đạo quân, những người này bất kính với đạo quân, đáng phải chịu phạt, sau khi chúng tôi trở về sẽ xử lý hết nhánh mạch của chúng người lên tiếng càng cẩn thận hơn nhưng tư mã tiêu không có ý định cho họ rời đi ánh mắt hắn lướt sang chín người còn sống đột nhiên bật cười ta vẫn cần một người ở lại tất cả đều ngần người người ban đầu lên tiếng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết cả người trong phút chốc biến thành bó đuốc còn không kịp phản kháng sắc mặt của những người khác đều khó coi một ông lão mặt mày chất phác đột nhiên mở to mắt thầm thốt lên không ổn lẽ nào là? Còn chưa dứt lời, chỉ thấy thi thể nữ tử áo trắng từ trong tháp bay ra, tổng cộng 9 cái xác nằm ngoài tháp trung tâm. 9 người này vừa hay có huyết mạch với bát đại cung và trưởng môn 500 trước. Năm đó chính là chính dòng huyết mạch này hợp lại ở đây bày ra đại trận giam giữ. Ta nhịn cái mớ phong ấn chướng mắt này đã lâu rồi. Từ mã tiêu dứt lời, chín cái xác nhanh chóng rơi xuống, rơi vào các vị trí ấn định trong phút chốc đất núi chấn động, những xiềng xích khổng lồ ở tháp trung tâm va đập vào nhau, không ngừng phát ra tiếng vang rầm rầm, sau đó lần lượt đứt lìa, rội mạnh xuống cung điện phía dưới, khiến tòa cung điện phút chốc biến thành đống hoang tàn. Trong tiếng vang lớn với những tiếng thét kinh hãi, Liêu Đình Nhạn nghe thấy tư mã tiêu cười nhẹ, kiểu cười cực kỳ vui vẻ. Trải qua một loạt các sự việc thế này, Liêu Đình Nhạn mặt mũi thẫn thờ, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy eo của vị tổ tông này mảnh ghê. Tư mã tiêu khoan khoái nhìn một lượt tất cả mọi thứ trước mắt, phát hiện cái tay gian tế ma vực mình đang ôm đã bị dọa cho ngơ ra rồi. Hắn vô cùng vui vẻ nâng cầm cô hỏi, nhìn những tên này xem, từng người bọn chúng đều là những tay lợi hại khiến người khác sợ hãi, nhưng bây giờ trông chúng rất tức cười, người đang nghĩ gì vậy? Liêu đình nhạn, eo anh mảnh ghê đó. Bắp nói thật lại giết mình cha này ăn rồi cứ chơi bắp nói thật làm chi vậy. Nụ cười mất nhân tính của tư mã tiêu cứng lại, nghi ngờ không biết mình có phải nghe nhầm rồi không. chương 11, người duy nhất may mắn sống sót. Ở Tam Thánh Sơn không có cách nào để sử dụng linh lực, đối với các tu sĩ mà nói, ở đây lâu dài quả là một cực hình, giống như việc ném con cá to vào một cái trũng nước nông cạn. Tư mã tiêu đã ở đây 500 năm, giờ đây cuối cùng hắn cũng có thể thoát khỏi địa ngục này một luồng linh lực cuồn cuộn trào ra từ đống đổ nát của những xiềng xích và tấm ngọc bài lớn chữ phong làm cho cả ngọn tam thánh sơn chìm trong sương mù trong chốc lát khối sương mù ấy quy tụ lại hình thành nên một biển mây dù là người kém cỏi không biết tu luyện như liêu đình nhạn cũng tự động hấp thụ những linh khí mạnh mẽ đó vào trong cơ thể cảm giác còn thoải mái hơn lần trước mấy vị lão làng còn sót lại bị linh khí này thổi vào mặt sắc mặt biến dạng rõ rệt tam thánh sơn vốn dĩ là một ngọn linh sơn linh khí cực kỳ mạnh mẽ và thuần khiết khi tư mã tiêu bị cầm tù một số người đã cố gắng ngăn cách linh khí địa mạch ở đây dẫn những linh khí kia vào lòng đất phân tán đến các nơi khác trong canh thần tiên phủ ai đang thừa hưởng những linh khí đó thì không cần nói cũng biết bây giờ khi tư mã tiêu xuất quan không biết sẽ làm tiêu tan bao nhiêu lợi ích của những người trong canh thần tiên phủ. Nhưng đây chưa phải là việc nghiêm trọng nhất. Điều nghiêm trọng nhất chính là khi Tư Mã Tiêu thoát ra, như trước kia hắn đã nói, hắn sẽ không buông tha cho họ. Thật nực cười khi ban đầu rất nhiều người nghĩ rằng sau 500 năm, với dáng vẻ điên loạn của hắn, chắc chắn đến lúc ra được bên ngoài hắn cũng đã yếu hẳn. Họ tin rằng, hợp tác với nhau chắc chắn sẽ trị được hắn. Nửa tháng trước, trưởng môn phải vút đuôi hắn, cử rất nhiều người với suy nghĩ khác nhau đến thăm dò. Rất nhiều người vẫn chẳng để tâm, cảm thấy mối lo nhiều năm trước bây giờ không đáng lo ngại nữa, nhưng giờ đây thì sao? Rõ là một chuyện tệ hại. Từ tạng đạo quân, ngài xem xem Tam Thanh Sơn hiện giờ đã ra thế này rồi, hay là ngài về Bạch Lộc Nhai ở tạm trước, đợi đến khi Tam Thanh Sơn sửa chữa xong xuôi sẽ lại mời ngài về. Một thanh niên trẻ nói, như chưa có chuyện gì xảy ra. Những người khác thì thầm mắng hắn không biết xấu hổ. Người này thuộc mạch trường môn, chủ trương lấy lòng tư mã tiêu. Bây giờ hắn đứng ra thể hiện lập trường của mình, tránh để tổ tông giết một người chưa vui mà giết thêm vài người. Hắn hoàn toàn có thể làm ra những điều như vậy. Muốn giết muốn chém gì thì cũng phải có chút phản ứng, nhưng tư mã tiêu lại hoàn toàn không quan tâm đến bọn họ vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào liêu đình nhạn đang ở trong lòng trước đó họ không để ý đến nữ tử trong lòng sư tổ vì trong tình cảnh sinh tử không có tâm trí để để ý tu sáu thấp kém như vậy trong mắt họ chỉ là con kiến một con kiến trên tay sư tổ có thể gây chú ý mới lạ nhưng lúc này vì tư mã tiêu im lặng đến lạ kỳ mọi người đều bất giác nhìn về phía nữ tử kia hình như là một trong số một trăm cô gái trước đó là ai vậy chứ? Một trăm người này dù được chọn ra từ các nhánh mạch nhưng thực tế đã được các cung định sẵn. Cô ta vào đây chắc chắn được đại nhân trong cung nào đó điều tới, có điều gì đó khác biệt. Nhưng những người có mặt bây giờ đều không biết cô ta thuộc thế lực nào mà có thể sống tốt đến giờ. Họ nhìn đống hoang tàn dưới chân. Lúc này trong số một trăm người được cử đến, chắc chỉ còn duy nhất cô ta còn sống sót kẻ này có gì mà khiến cho tổ tông tàn nhẫn khát máu kia giữ lại bên cạnh? Không lẽ tổ tông để ý cô ta sao? Không thể nào, không thể nào, nghĩ đến việc xảy ra trước đó, họ liền thầm phủ nhận suy đoán này. Nếu có một ngày tư mã tiêu để ý nữ tử nào đó, ngày đó chắc là mặt trời mọc từ hướng Tây, tu chân giới và ma vực thành thông ra rồi, chắc chắn không thể có chuyện đó. Liêu Đình Nhạn cảm nhận được ánh mắt sáng ngời đó, vờ như chẳng cảm nhận được gì, cứng nhắc ôm eo tổ tông, giống như bị điểm huyệt vậy. Eo ta, mảnh hà, một lúc sau tư mã tiêu mới lên tiếng. Đây là một câu hỏi nên Liêu Đình Nhạn buộc phải nói, đúng, tôi nghĩ chắc là bị nhốt đây lâu quá, bị bỏ đói nên ốm vậy. Tam Thánh Sơn không có gì để ăn, chẳng phải đói sao, lúc cô nhàn rỗi sẽ nghĩ lung tung về tổ tông không có người dâng cơm, phải nhịn đói, Ngày càng biến thái kia. Tuy là nghĩ lung tung vậy nhưng cô biết rằng những chuyện đó sẽ không được nói ra, bằng không sẽ phải chết. Biết thì biết, bây giờ cũng không đến lượt bản thân, bác nói thật của tổ tông bắt nói là phải nói, mọi lúc mọi nơi hoàn toàn đều không thể giao tiếp tự nhiên được. Tình cảm cây khế của sếp với nhân viên trong đầu cô bỗng chốc biến vị. "Ngươi nói phải." Từ Mã Tiêu nói, những đau khổ mà ta bị ép phải chịu ắt phải đòi lại từng chút một. Liêu đình nhạn, gì vậy, tôi nói vậy hồi nào? Từ mã tiêu nhìn sang các tu sĩ may mắn sống sót kia. Mấy người đều có vai vế tầm thường, nhìn thấy vẻ mặt của hắn lập tức muốn bỏ chạy nhưng linh khí giữ trời đất đã phục hồi. Lúc này tư mã tiêu lại trở nên tàn bạo hơn. Một lúc sau, chỉ còn tư mã tiêu và liêu đình nhạn là còn sống. Không cần biết là thế lực từ phương nào, cũng chẳng cần biết họ có ác ý gì với Tư Mã Tiêu hay không thì cũng không khác gì đối với hắn, chỉ cần hắn muốn là sẽ giết. Trên đời này sẽ không có ai thật sự lương thiện đối đãi hắn, đặc biệt là những người trong canh thần tiên phủ nắm hết mọi bí mật và quá khứ của hắn. Liêu Đình Nhạn tận mắt chứng kiến tất cả, cả người run rẩy, lập tức vùi mặt vào lồng ngực của Tư Mã Tiêu, sau đó cô nhận ra, người tạo cho cô cái nỗi sợ đó chính là người mà cô đang ôm. Nói thật nếu không phải bây giờ đang ở trên không trung, cô đã bỏ tay ra lâu rồi. Cô không bỏ tay ra, trái lại Từ Mã Tiêu đã ôm cô, tay còn lại vuốt ve lưng cô dần dần lên gáy. Liêu Đình Nhạn chẳng biết hắn đang làm trò gì, chỉ cảm thấy cái mối nguy hại sắp tới, cô thể rằng tên tổ tông này đang suy nghĩ xem có nên bẻ cổ cô không. Nếu cô có lông trên người, chắc chắn sẽ dựng đứng cả lên vì cú vuốt ve này. Từ Mã Tiêu nhìn xuống cô, chính xác là vẻ mặt đang suy nghĩ gì đó, hơi thẫn thờ, tay lại vuốt lưng Liêu Đình Nhạn lần nữa. Động tác vừa chậm rãi nhẹ nhàng vừa nguy hiểm của hắn khiến cả người Liêu Đình Nhạn phải thấp thỏm, dựng cả lông gáy với từng động tác của hắn, trong mắt tư mã tiêu, hắn sờ tới, Liêu Đình Nhạn lại thở gấp, hắn bỏ tay ra thì Liêu Đình Nhạn lại thở phào nhẹ nhõm. Sau ba lần như vậy, Liêu Đình Nhạn cũng không còn phản ứng nữa. Mẹ kiếp, muốn giết thì giết đi, làm giết mỏi quá rồi đó. Từ mã tiêu không giết cô, hắn bế cô về đến cái tháp trung tâm đã sụp nát một nửa. Cuối cùng cũng được dẫm chân xuống đất, Liêu Đình Nhạn cảm thấy chân đứng không vững, cả người đều yếu đi đến một cách đáng sợ, lập tức lấy chiếc ghế từ trong túi cẩm ra ngồi. Từ mã tiêu qua bên phía cô, từng bước từng bước đi tới đầm nước chỗ bông sen đỏ, hắn đi vào, cắt cổ tay của mình. Những giọt máu đỏ rơi xuống nước, điều kỳ lạ là nó không lan ra mà ngưng tụ lại ở giữa liêu đình nhạn ngồi xem một hồi lâu xem đến khi trời sáng từ mã tiêu cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì cô thấy con mãng xà đen thò đầu ra phơi nắng bình minh ở đây chỉ còn sót lại ba mạng này liêu đình nhạn vẫy gọi con mãng xà đen nhưng nó sợ và thu mình lại chẳng dám đến gần được thôi liêu đình nhạn cả đêm không ngủ đã mệt nhoài tiếc là cái giường cô cũng bị nổ banh rồi bây giờ chẳng còn nơi nào có thể cho cô nghỉ ngơi. Ngẫm nghĩ một hồi lại tìm được vải và sợi dây thừng, tạm thời làm thành một cái võng, buộc ở giữa hai cây cột rồi nằm xuống. Trước khi ngủ, Lưu Đình nhạn thấy những giọt máu trong hồ của Tư Mã tiêu biến thành một bông sen đỏ trên mặt nước và một ngọn lửa phía trên. Thì ra món bảo bối đó là từ đây mà ra, nếu vậy thì tổ tông này là bảo bối lớn nhất rồi. Người ta cần thiên tài địa bảo để thăng cấp, Bản thân hắn đã là thiên tài địa bảo, hèn chi giữ dần vậy. Liêu Đình Nhạn chìm vào giấc ngủ, không bao lâu mặt trời đã ló dạng, sen đỏ trong hồ đã khôi phục lại như cũ. Cả người Tư Mã Tiêu Ướt dũng bước ra từ đầm nước, mỗi khi bước một bước, nước trên người hắn lại bốc thành hơi nước, lúc đến chỗ Liêu Đình Nhạn chỉ còn hơi ẩm ẩm. Sắc môi của Tư Mã Tiêu tái nhợt đi rất nhiều, cái vẻ hung tợn khi trước không còn nữa đáng sợ hơn là cả người chỉ có hai màu trắng đen hắn khom người sát vào liêu đình nhạn rồi nằm lăn ra liêu đình nhạn tỉnh dậy sau đợt ngủ bù cảm thấy có gì đó sai sai cái võng cô làm khá to nhưng giờ thì chật vô cùng sư tổ đam mê giết người nằm bên cạnh cô như thể đang ngủ đầu hắn cúi trên cổ cô hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ và xương quay xanh của cô tấm chăn mà cô kéo che để che chính là tà và tay áo của hắn. Vì võng sẽ gom cơ thể lại nên giờ cô đang nằm trọn trong vòng tay của tư mã tiêu, vài lọn tóc đen huyền của hắn cũng vắt trước ngực. Liêu đình nhạn, không được, mình sắp nghẹt thở rồi. Chuyện gì vậy, định ngủ bù thôi mà bị ngủ chung luôn là sao? Cô liếc mắt ra ngoài, con đại mãng xà đen cũng quấn thành một vòng lớn ngủ ngay dưới võng những đám mây cứ luẩn quẩn phía trên tháp trung tâm hình như đã tan biến đi cùng với phong ấn bị phá vỡ kia, ánh sáng ấm áp bên ngoài dọi thẳng vào đống hoang tàn, luồng xương linh khí trắng nhẹ nhàng bay lơ lửng trong không khí. Cô quay đầu nhìn cái đầm nước, một bông sen đỏ đẹp hơn đang từ từ nở ra, cái ngọn lửa văng tục đầy mồm kia cũng đã im lặng. Cực kỳ yên tĩnh, liều đình nhạn không dám động đậy, cứ thế nằm một lúc, lại thiếp đi lúc nào không hay biết. Không có chuyện gì là không thể đối mặt, nếu có thì cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp. Động tĩnh từ Tam Thánh Sơn truyền ra gây chú ý đến tất cả các lão làng trong canh thần tiên phủ. Ngay cả những người đã bế quan, nhiều năm không màng thế sự chỉ nghĩ tới việc đột phá cảnh giới để phi thăng, hầu như đều bước ra. Có hàng trăm gia tộc trong canh thần tiên phủ, các gia tộc cấp cao đều thao túng các cung và các nhánh mạch quyền lực. Bên dưới họ đều có các gia tộc dưới quyền. Lấy mạch họ sư của trường môn sư thiên lũ làm ví dụ, tộc này có hơn hàng vạn con cháu họ sư. Nếu cộng thêm một số môn sinh của các mạch các nhánh và các môn sinh ngoại tộc thì con số lên đến mấy chục vạn. Thế lực lớn mạnh của một gia tộc đã có thể bằng một môn phái tầm trung bên ngoài, canh thần tiên phủ với ngần ấy thế lực giao thoa với nhau tạo thành. Tưởng tượng thôi cũng có thể biết được có bao nhiêu tiếng nói khác nhau. Huyết mạch cuối cùng của tộc Phụng Sơn là một vấn đề nan giải nhiều năm nay, đến nay vẫn chưa có phương pháp xử lý thống nhất. Chuyện xảy ra trên Tam Thánh Sơn lần này khiến cho những người này lại có thêm biết bao nhiêu suy nghĩ phức tạp. Hàng trăm trạm đèn sinh mệnh của đệ tử đã bị dập tắt hoàn toàn trong một đêm, chỉ còn duy nhất một trạm vẫn còn cháy. Toàn bộ mười mấy người xuất chúng và các nhân vật quyền lực đi theo dõi và điều tra thông tin lúc trước đều đã bị tiêu diệt. Trưởng môn sư thiên lũ gom hồn phách của một nam nhân lại, bình tĩnh hỏi, cách ngôn, rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì ở Tam Thánh Sơn vậy? Sư cách ngôn chính là thanh niên trẻ trước đó ở Tam Thánh Sơn đứng ra nói để thể hiện lập trường của mình. Lúc này hồn phách y xuất hiện, gượng cười, thúc công, vị từ tạng đạo quân kia quả nhiên giống với những gì mà người nói, tàn nhẫn thích giết người. Chúng con đến nghe ngóng tin tức, bất kể có đe dọa hắn hay không, tất cả đều bị giết chết may là chưa đuổi cùng giết tận còn chừa cho con một sợi hồn phách sư thiên lũ không có gì ngạc nhiên chỉ do dự một lúc có một trạng đèn sinh mệnh chưa tắt con có biết chuyện gì không sư cách ngôn chuyện này thực ra con cũng rất ngạc nhiên có một nữ đệ tử dường như rất được từ tạng đạo quân yêu mến được hắn bảo vệ ở bên cạnh sư thiên lũ tỏ vẻ kinh ngạc thật sao sư cách ngôn thật sự là vậy không chỉ mình con mà những người khác đều thấy có chuyện như vậy sao sư thiên lũ trầm tư suy nghĩ một hồi trong mắt ánh giấy lên một nụ cười có lẽ đây chính là thời cơ của chúng ta cũng không chừng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn